Vì cái chủ đề hôm nay thì em với cả chị Vi Thúy có chia sẻ cho chúng ta thêm một vài những cái góc nhìn về Mayland, về những cái xu hướng công nghệ, về các cái công ty công nghệ hiện nay ở trên thế giới như thế nào, đúng không ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ giao lưu nhiều hơn để chúng ta có được những cái tư duy nó đồng điệu với nhau hơn. Hôm nay em và chị Vi Thúy đang ở bên Đức. Chúng ta ngồi nói chuyện với nhau với tư cách là gì ạ? À, chúng ta đều đang là những người đang đồng hành cùng với dự án, đang đồng hành cùng với anh Hoàng Mai Trung, đúng không ạ? Và chúng ta cùng phân tích, cùng mổ xẻ, chúng ta cùng nhìn nhận các cái vấn đề về thời sự, kinh tế, chính trị ở trên thế giới. Và những điều đó hiện nay nó sẽ ảnh hưởng tới cái đường hướng phát triển của quốc gia như thế nào, của thế giới như thế nào. Và những điều đó thì nó có thúc đẩy cho các cái mô hình kinh tế chia sẻ những cái mô hình công nghệ như của Mayland hay không? Thì đó là những cái mà em muốn là chúng ta sẽ cập nhật liên tục những cái buổi như vậy. Thay vì là chúng ta bây giờ là chúng ta mở slide lên để chúng ta giới thiệu một cách nó rất là khô cứng, thì em muốn là đôi khi chúng ta cũng cần phải ngồi để thư giãn với nhau, để cùng bàn luận đó, để cùng ngồi uống nước trà nhưng mà bàn chuyện thế giới xem như thế nào được, đúng không ạ? Trước hết thì em sẽ điểm qua một chút về tình hình của Mayland trong thời gian vừa qua để cho mọi người có thể xem được. Và có một cái thông báo nho nhỏ là cái tầng 4, tầng 5 của chúng ta đang chuyển xuống tầng 4 toàn bộ để làm việc. Vì tầng 5 là đang phải làm lại cái hệ thống phòng cháy chữa cháy. Cho nên nếu như mà tất cả mọi người, các nhà đầu tư mà có mở camera mà xem mà không thấy có ai làm việc thì đừng có hoang mang nhé. Không có mọi người này bảo là ô mở ban ngày thì không thấy tụi làm việc đâu, này trống trơn thế này là mọi người hoang mang. Đấy thì em cũng cập nhật luôn tình hình như vậy, và nguyên ngày hôm nay thôi thì toàn bộ tất cả các đội nhân sự đã chuyển xuống toàn bộ tầng 4 để làm việc, và tầng 5 đang để thi công phòng cháy chữa cháy, chắc sẽ mất trong khoảng 3 tới 4 tuần là xong. Và từ nay cho tới hết tháng 12 thì chúng ta cũng không thể là tổ chức các cái buổi hội thảo OPP tại văn phòng được, mà chúng ta sẽ tập trung vào thứ nhất là chúng ta sẽ OPP ở trên Zoom online, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ tập trung làm các cái buổi hội thảo OPP các cái thị trường. Đấy thì cũng thông báo với mọi đấy về tình hình doanh thu của công ty hiện nay, chúng ta đang tăng trưởng khá là nhanh, và mọi người thấy là có những cái thông tin mà mọi người đăng lên nhóm qua này đấy, có những người đăng lên bất động sản chỉ trong vòng có 24 giờ, chưa tới 24 giờ là đã có khách mua và đặt cọc luôn. Đấy, ngày hôm trước thì cũng có khách chỉ trong vòng 3 ngày thôi. Đấy, và chúng ta cũng chỉ mất một rất là ít tiền để chúng ta có thể làm sao ạ, chi trả cho cái việc là chúng ta đăng tin và chúng ta chạy quảng cáo. Ngày hôm qua, ngày hôm cách đây 2-3 ngày thì em có sang bên thị trường Bắc Ninh để làm việc với các nhà đầu tư và những người làm bất động sản ở bên đấy. Thì có những người mà họ dành ra 1 tháng, họ cũng là một chủ sàn bất động sản, họ dành ra 1 tháng là 300 triệu, 300 triệu để chạy quảng cáo, có nghĩa là họ sẽ trả tiền cho Google, cho Facebook và cho những cái website về bất động sản để chạy cho những cái dự án của họ. Đấy, cho nên là mọi người thấy là gì ạ? Nhiều người bảo là ôi Mayland chỉ có vài cái tin đăng như thế này thì làm sao mà có doanh thu tiền tỷ. Thực ra là mọi người không nhìn, không không biết là chúng ta còn có cái các sản phẩm khác. Ở sản phẩm tin đăng ở trên website nó chỉ là một phần thôi, mà cái chính là chúng ta có cái nền tảng Mayad đó. Nền tảng Mayad thì em sẽ share cho mọi người xem một chút sơ qua về sản phẩm. Hôm nay thì em cũng muốn sơ qua một chút cho mọi người về sản phẩm để mọi người thấy được là cái nền tảng Mayad của chúng ta nó là cái gì. Đây, mọi người đã nhìn thấy màn hình chưa? Đây là một cái nền Rồi. tảng Mayad. Thì cái nền tảng này thì trước khi mà chúng ta muốn chạy cái nền tảng này, một là chúng ta đã có website, hai nữa là chúng ta có thể là tạo những website miễn phí. Mà hiện nay ở đây thì công ty cũng đã có một cái kho giao diện được gọi là mayped.com, đúng không ạ? Chúng ta có thể tạo các cái landing page, sau đó thì chúng ta vào chọn giao diện, đấy, chọn giao diện mẫu, chúng ta chỉnh sửa thông tin, sau đó thì chúng ta xuất bản. Và sau khi chúng ta tạo được những cái website, những cái nền tảng landing page cho cái dự án của chúng ta như vậy, thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái gì ạ? Đến cái nền tảng Mayad của Mayland để chúng ta chạy quảng cáo. Đấy, 7 bước thiết lập quảng cáo tự động trên Mayad. Cho nên là mọi người thấy là gì ạ? Chúng ta đã chuẩn bị cả một cái quy trình cho những cái người làm bất động sản. Cho nên là tại sao mà chúng ta chỉ cần nói là gì ạ? À, bạn hãy là một cái người làm môi giới marketing thì hãy để marketing lo như thế. Đấy. Hãy để cho Mayland lo giúp cho bạn là như vậy.
Cho nên là tại sao có những người khi họ đã rất am hiểu về sản phẩm của Mailand ấy thì khẳng định luôn là gì ạ? Họ sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền từ cái nền tảng này. Đó, cho nên là mọi người sơ qua một chút về sản phẩm như vậy để mọi người thấy được là gì? À, chúng ta cũng có đang có những cái sản phẩm đang tạo ra doanh thu như thế nào. Rồi quay trở lại cái website mailand.com một chút và xem nó có cái gì đặc biệt. Đây, thì đây nó là một cái giao diện mà mọi người đã thấy, nó là một cái giao diện ở cái version 3. Đúng không ạ? Ở giao diện version 3 thì nó được thiết kế cũng như là cái bố cục của giao diện nó đã khác. Và ngay khi mọi người bắt đầu vào cái giao diện thì chúng ta sẽ thấy là sao ạ? Cái cách bố trí trong bất động sản thì nó có ba cái mục chính, đó là mua bán, thuê cho thuê và sang nhượng. Thì chúng ta sẽ thấy các cái tính năng ở đây hiển thị rõ luôn, thì chúng ta sẽ biết được là gì ạ? À, ở cái mục nào thì nó đang là nhiều thông tin nhất, rồi nó có những cái bất động sản đang cần giao dịch gấp, đúng không? Rồi có thể bạn sẽ thích đấy, chúng ta sẽ thấy được là gì ạ? Đấy, những cái thông tin như vậy. À, ngoài ra thì chúng ta có thể là khám phá bất động sản ở các thành phố lớn như thế nào, ở đâu, thành phố nào đang là cái thành phố mà có nhiều các cái thông tin về bất động sản thì chúng ta cũng có thể xem ở đây. Rồi các cái dự án, đúng không? À, các cái dự án về bất động sản đang khởi công, đang mở bán, đã bàn giao thì chúng ta cũng có thể xem ở đây. À, ngoài ra thì ở dưới này nó là các cái sản phẩm trong cái hệ sinh thái của Mailand. Đấy, Mailpage, Mailad, Mailid, rồi Mailmap các thứ như thế nào. Được chưa? Đấy, thì mọi người có thể xem ở cái này. Rồi để em xem, em cho mọi người xem một cái sản phẩm đây. Đây là một cái sản phẩm về Maymap của Mayland. Đúng chưa? Chúng ta sẽ thấy là chúng ta click vào bất cứ một cái vị trí thửa đất nào thì nó sẽ ra cái thông tin. Đấy, nó sẽ ra được cái thông tin bất động sản ở bên cạnh. Mọi người nhìn rõ không ạ? Nó sẽ ra được cái thông tin bất động sản ở bên cạnh. Đấy, ví dụ như là địa điểm pháo đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Thông tin quy hoạch đất ở đô thị, ô chức năng, diện tích, quy mô, dân số, chức năng, đấy, ký hiệu là gì. Đúng không ạ? Chúng ta có thể xem ở các cái khu vực khác xem như thế nào. Đấy, các cái đất màu hồng là nó là cái đất gì? Đất màu vàng nó là đất gì? Đấy, ví dụ đất màu hồng đây là đất gì ạ? Đất an ninh quốc phòng. Đúng chưa? Đấy. Đấy là một cái bản đồ quy hoạch. Thì sau này thì chúng ta khi mà chúng ta xem cái bản đồ quy hoạch như thế này ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị làm sao ạ? Bị mua nhầm vào vào phải những cái miếng đất mà nó làm sao ạ? Nếu như giả sử như chúng ta bây giờ đang mua một cái mảnh đất và chúng ta mong muốn là gì? À, cái mảnh đất này nó phải là một cái mảnh đất chúng ta có thể phân lô bán nền được, hoặc chúng ta có thể xây dựng chung cư được. Thì nếu như chúng ta biết được những cái bản đồ quy hoạch như thế này thì chúng ta cũng có thể là sao ạ? Chúng ta cũng có thể là không bị mua phải những cái mảnh đất mà người ta đang cố tình lừa chúng ta, đúng không ạ? Rất nhiều những cái trường hợp, ví dụ như là vừa rồi trong Đồng Nai, đúng không? Trong Đồng Nai mà có cái công ty mà gọi là Alibaba gì đấy, đúng không? Thế thì bây giờ là người ta cũng chỉ đi mua các cái đất, mà đất thứ nhất là đất trồng cây, đất trồng rừng, đất nông nghiệp. Nhưng mà người ta lại nói rằng là đây là có thể là quy hoạch và đã có giấy phép có thể phân lô được, và làm cho rất nhiều người bị mất tiền bởi vì những cái thương vụ như vậy. Cho nên là cái bản đồ quy hoạch nó cực kỳ quan trọng. Nếu như chúng ta không có những cái công cụ, không có công nghệ mà chúng ta ở Hà Nội chúng ta muốn đầu tư ở trong Đồng Nai chẳng hạn, thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ phải bay đấy. Đấy, thì sơ qua và những cái sản phẩm như vậy để cho mọi người thấy được là gì? À, cái sản phẩm của chúng ta nó đang hoàn thiện và nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề gì trong cái thị trường bất động sản. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự trải nghiệm rất dễ, đó là gì ạ? Khi chúng ta click vào một cái bất động sản nào đó, theo như những cái website thông thường khác ấy, thì chúng ta sẽ thấy có một cái ở đây như thế này. Những website khác thì nó chỉ có thông tin thôi, nhưng ở đây thì chúng ta sẽ có được rất nhiều. Ngoài cái việc thông tin, chúng ta có nhiều những thông tin khác, ví dụ như thế này này. Chúng ta có thể hẹn, chúng ta có thể hẹn xem nhà với chủ nhà, đúng không ạ? Hẹn xem nhà với chủ nhà. Chúng có thể hẹn xem trực tiếp hoặc xem video, sau đó thì chúng ta đặt lịch hẹn. Chúng ta đặt lịch hẹn như vậy thì cái người mà họ đăng cái thông tin bất động sản này ấy, thì họ cũng sẽ biết được là gì? À, chúng ta hẹn họ vào cái ngày nào, và không cần chúng ta phải gọi điện hay chúng ta cần phải nhắn tin gì cả, mà chúng ta có thể là sử dụng luôn cái công cụ đăng ký xem nhà ở trên này. Ở đây cũng là một cái trải nghiệm cực kỳ tốt. À, và cái nữa,
ngoài những cái thông tin cơ bản về bất động sản thì ở dưới này nó có một cái phần gọi là lãi suất vay. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang đi mua bất động sản nhưng mà chúng ta ướm là gì ạ? Chúng ta không có đủ nguồn lực tài chính để chúng ta mua. Vậy thì chúng ta nếu như chúng ta cần phải đi vay thì chúng ta sẽ trả tiền như thế nào và chúng ta cần vay bao nhiêu? Ví dụ giả sử trong này có vay thêm 500 triệu này, thời gian vay là 12 tháng, lãi suất là 8% một năm chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy được là gì? Gốc cần phải trả là bao nhiêu? Chúng ta có thể trả theo dư nợ giảm dần hoặc là chúng ta có thể trả đều theo hàng tháng như vậy. Thì đây chúng ta sẽ thấy ngay được một cái bài toán và chúng ta sẽ xem được cái lịch trả nợ hàng tháng như thế này. Đấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ cần phải trả tổng thể là 521.666.000 trong 12 tháng. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy được có những cái bài toán này nó rất cụ thể cho cái việc là gì ạ? Khi chúng ta tư vấn cho khách hàng hoặc bản thân chúng ta đang đi tìm kiếm để đầu tư bất động sản. Thì nếu như trong trường hợp chúng ta vay thì chúng ta có thể điều chỉnh các cái thông số, ví dụ như là số tiền vay này, thời gian vay này. Đấy, nếu thời gian vay ở đây là 24 tháng chẳng hạn thì cái chúng ta sẽ thấy là cái lịch trả nợ nó gì ạ? Đấy, cái số tiền hàng tháng cả gốc cả lãi nó chỉ rơi vào khoảng 24 triệu thôi. Đấy, nếu như chúng ta vay 36 tháng chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta xem cái lịch nó chỉ rơi vào cỡ khoảng hơn 17 triệu. Thì đây là những cái tính năng nó thực ra thì nó rất là cơ bản nhưng mà nó lại mang lại cho cái người dùng một cái sự trải nghiệm khá là thú vị. Đấy, nếu như những ai làm bất động sản mà hay là chúng ta đang đi mua bán cũng vậy thì chúng ta thấy những cái sự trải nghiệm rất là tốt, đúng không ạ? Ngoài những cái tính năng khác. Thì đấy là một chút sơ qua về cái sản phẩm thì mọi người có thể là sao? Chúng ta xem một cái phần lịch sử này xem như thế nào. Lịch sử này nó là cái gì? Lịch sử nó là một cái phần mà chúng ta có thể xem lại những cái bất động sản mà chúng ta vừa mới xem. Đấy. Như một số các cái website khác ấy. Như một số các website khác thì chúng ta chỉ làm sao ạ? Khi chúng ta xem một cái thông tin bất động sản nào đó thì chúng ta cần phải làm sao? Chúng ta cần phải ghi lại hoặc là chúng ta cần phải chụp màn hình lại. Bởi vì sau đó thì chúng ta sẽ không biết là chúng ta vừa xem cái sản phẩm gì. Nhưng mà với ở Mayland thì có một cái tính năng đó là chị ạ, chúng ta có thể click vào lịch sử để chúng ta xem được là những cái bất động sản chúng ta vừa xem nó là cái sản phẩm gì. Đấy, chúng ta vừa xem nó là cái sản phẩm gì. Và ở đây mọi người thấy là có một cái sự thống kê này. Mỗi một cái bất động sản đang có bao nhiêu lượt view. Đấy, đang có bao nhiêu lượt view. Đấy, những cái bất động sản nếu như chúng ta đăng lên mà có rất nhiều người lượt xem thì chúng ta sẽ thấy đây, có những cái bất động sản họ đang chạy quảng cáo này. Họ đang sử dụng trả tiền phí để đăng tin, chúng ta thấy này, 53.000 lượt view. Đấy, có nghĩa là những cái người mà họ đã nhìn thấy cái thông tin này. Đấy, chúng ta sẽ thấy được là cái lượng người mà truy cập và xem các cái thông tin trên website bất động sản chúng ta nó rất là lớn. Và cũng thông báo mọi người là gì? Một số người là check những cái liên quan đến cái vấn đề, ví dụ như là website của chúng ta có nhiều người xem hay không ở trên những cái ví dụ như là Hipstart hay là Alexa ấy. Thực ra thì mọi người lưu ý như này này, có những cái chúng ta đang phải tắt đi nhá, vì nó là cái chiến lược. Chiến lược không nhất thiết là chúng ta phải show những cái đó ra. Ví dụ nhiều người thấy là tại sao website Mayland nó chỉ có bao nhiêu lượt truy cập trên một ngày. Những cái trang web đó chúng ta hoàn toàn có thể tắt. Đấy, tắt cái công cụ đo lường của họ. Khi nào chúng ta show ra thì họ mới có thể đo lường được. Còn nếu như chúng ta tắt và chúng ta chặn đi, họ sẽ không xem được. Cho nên mọi người lưu ý ở cái chỗ đấy. Và tại sao chúng ta có, chúng ta không thể show ra được? Bởi vì nó liên quan kinh doanh, thì cũng chia sẻ với mọi người như vậy. Đấy, hôm nay thì em sẽ không tập trung sâu về các sản phẩm của doanh nghiệp, mà em cũng đầu chương trình thì em cũng chỉ sơ qua một chút vậy thôi, thì để cho mọi người thấy được. Và ở đây thì em đang muốn show về một cái cổ phiếu của một cái nền tảng thương mại điện tử mà nó mới IPO tại Mỹ ngày hôm qua. Đó là cái nền tảng Airbnb. Thì cái này thì nếu như ai đã từng book phòng khách sạn, máy bay thì chúng ta sẽ thấy được là cái nền tảng này như thế nào. Và mọi người sẽ thấy là ngày hôm qua nó mới IPO và đây được coi là một cái thương vụ IPO lớn nhất tại Mỹ năm 2020. Và mọi người biết là gì ạ? Cái cổ phiếu của nó khi bắt đầu nó lên sàn thì nó rơi vào cỡ khoảng $68. Đấy, nhưng sau đó thì nó sau khi mở cửa thì nó tăng một phát lên là $166 và cái giá đóng cửa của nó là rơi vào $144. Đấy, mọi người thấy không ạ? Và cái công ty này ngay lập tức là cái giá trị vốn hóa đạt hơn $100 tỷ. Đấy, mọi người thấy một cái nền tảng về
về chỉ gọi là gì ạ, chỉ để book phòng khách sạn thôi đấy, book phòng trực tuyến thôi, mà mọi người thấy là nó đã được định giá tới hơn 100 tỷ đô la. Cho nên cái câu chuyện của các công ty công nghệ hiện nay ở trên thế giới nó khác xa hoàn toàn. Đây mọi người thấy này, giá trị cổ phần đấy, tổng giám đốc đấy, tăng trưởng tài sản bây giờ là giá trị cổ phần tăng hơn 11 tỷ đô đấy. Cái thằng này thì nó ra đời vào năm 2008 với tư cách là một trang web nhận đặt phòng trong các kỳ hội nghị đấy. Đấy, cho nên là mọi người thấy chưa? Vào năm 2017, vòng gọi vốn cuối cùng trước khi Covid, Airbnb được định giá ở mức 31 tỷ đô la. Đấy. Và 31 tỷ đô la đấy là được định giá nhá. Bởi vì sao? Bởi vì tại sao là gì? Họ chưa IPO mà tại sao họ vẫn được định giá với cái mức là 36 tỷ đô la? Bởi vì như thế này này. Cái việc mà định giá của các công ty công nghệ ấy, nó có một cái hay là gì? À, khi mình chấp nhận đấy, mình chấp nhận cái giá trị cổ phiếu nội bộ chẳng hạn, với cái giá bao nhiêu thì cái công ty đó nó sẽ được định giá bao nhiêu. Cho nên mọi người thấy là ví dụ như là cái thương vụ của một vài các cái đơn vị, ví dụ như Grab hay là Gojek chẳng hạn, khi được các quỹ của Singapore đổ tiền vào đấy, 1 tỷ đô hay 500 tỷ đô, thì cái giá trị vốn hóa của công ty đấy nó sẽ đẩy lên là bao nhiêu tỷ đô, mặc dù nó chưa IPO. Đấy, cho mọi người lưu ý là gì? Kể cả cái việc mà tại sao mây của chúng ta, đúng không ạ, trong tương lai nó là một cổ phần cổ phiếu và hiện nay nó chỉ là 2.943 đồng, vậy thì chúng ta dựa vào cơ sở nào, đúng không, dựa vào những cái việc là chúng ta kỳ vọng, bởi vì là với các cái công ty công nghệ thì chúng ta sẽ không có những cái định giá thì nó rất cụ thể, mà các công ty công nghệ thường nó có một cái phương pháp định giá, đó là gì, nó sẽ không thể theo cách thông thường, nó có thể được định giá dựa trên cái gì ạ? À, dựa trên cái bội số về doanh thu. Em ví dụ như thế này, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Mayland từ tháng 9 tới tháng 12 đang tăng theo cấp số nhân, thì những cái nhà đầu tư sau này ấy, kể cả các quỹ hoặc nhà đầu tư nước ngoài, họ sẽ dựa vào cái tốc độ tăng trưởng về doanh thu của chúng ta tăng theo cấp số nhân, thì họ tin được rằng là gì ạ, trong 3 năm nữa, 4 năm nữa hay 5 năm nữa, họ sẽ làm sao ạ, họ sẽ, cái giá trị cổ phiếu của Mayland khi lên sàn nó sẽ rất cao và họ chấp nhận họ mua lại toàn bộ mây của chúng ta với cái giá là gì ạ? 10.000 đồng hay thậm chí là 20.000 đồng. Đấy, thì họ sẽ dựa vào cái đó. Rồi là họ sẽ thấy là gì? Lúc đầu họ sẽ dựa vào những cái gì ạ? Số lượng của những cái gì ạ? Những cái giao dịch lúc đầu như thế này này. Họ chỉ nạp tiền, họ thử tin đăng của chúng ta hoặc họ thử chạy ad của chúng ta với 1 triệu, 2 triệu, nhưng sau này có những đơn vị họ nạp cả 100 triệu vào đây. Và con số đó nó càng ngày càng nhiều và càng ngày càng lớn, thì các cái nhà đầu tư ở nước ngoài họ cũng dựa vào cái việc đó. Họ cũng dựa vào cái việc đó để họ làm sao? Họ định giá cái doanh nghiệp chúng ta, họ nói rằng gì? À, tốc độ của nó như thế này thì nó sẽ còn phải lên rất cao nữa. Đấy, cho nên là chúng ta chứ còn không nhất thiết là gì? À, công ty 1 năm là phải có lãi hay là 2 năm phải có lãi. Mà họ có thể là họ không quan tâm đến cái điều đó. Đó, thì họ quan tâm đến cái việc như vậy. Hay là ví dụ như là Shopee là một công ty của Singapore. Shopee là một công ty của Singapore và được định giá rất cao, vì họ cũng dựa vào cái gì? Tốc độ phát triển người dùng. Tốc độ phát triển người dùng và tốc độ những cái giá trị của đơn hàng nó càng ngày càng tăng lên. Đấy, cho nên là chúng ta thấy là gì? Nếu như ai đó nói rằng là gì, à ô Mayland, thế thì bây giờ ông định giá như thế nào và phương pháp định giá như thế nào và ông dựa trên cái gì để định giá, rồi ông bảo là bây giờ thì bao nhiêu có cái công ty Mayland có bao nhiêu cái máy tính, rồi có bao nhiêu cái bàn, thử tính lại xem là vậy thì như vậy là có bao nhiêu tiền. Nếu như chúng ta định giá vậy thì đó không phải là cái cách định giá của một cái công ty công nghệ, đúng không ạ? Rồi ok, thì đấy là chúng ta có một cái cập nhật mới nhất để chúng ta thấy được rằng là gì, à công nghệ nó khác biệt ở cái chỗ đấy, công nghệ nó khác biệt ở cái chỗ đấy. Chúng ta cũng đã nghe mãi cái câu chuyện của Apple, nghe mãi câu chuyện của Alibaba, nghe mãi câu chuyện của ông nọ ông kia rồi, đúng không ạ? Và hôm nay thì chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện của BNB vừa mới IPO ngày hôm qua. Đấy, là như vậy. Rồi ok, đây sau đây thì chúng ta sẽ quay trở lại với Hoa hậu Vy Thúy. Quay trở lại với Hoa hậu Vy Thúy. Thì chị Vy Thúy thì có thể nói cũng là một trong những người mà đã tham gia đồng hành cùng với Mayland và cùng với anh Hoàng Mai Trung từ rất sớm.
Đấy, mặc dù là một người mà cũng đã xa Việt Nam cũng khá là lâu và đang sinh sống ở bên Đức, thế nhưng mà chị có thể là chia sẻ cho mọi người một chút về những cái cơ duyên đấy, những cái duyên nào mà để chị viết tới Mayland và là chị đã đồng hành cùng với Mayland trong thời gian vừa qua được không? Dạ, Vy Thúy trở lại đây. Xin chào cả nhà. Dạ, xin giới thiệu là em Vy Thúy hiện tại đang sống ở Berlin, Đức. Covid này thì cũng nghỉ cái doanh nghiệp truyền thống của em và em tập trung nhiều cho cái mảng đầu tư. Thì em biết tới Mayland, cái cơ duyên cũng là một cái duyên đấy ạ. Cái duyên biết đến Mayland là qua một cái người chị ở ở trong một cái chương trình ở những cái dự án khác. Và thật ra là cái thời gian đầu thì em VT cũng ít quan tâm đến những cái dự án Việt Nam, phải 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 nói thật là như vậy ạ. Phải nói thật là như thế, nhưng mà sau một cái thời gian mà tìm hiểu, sau một cái thời gian mà được tiếp xúc với anh Hoàng Mai Trung, được tiếp xúc với đại gia đình Mayland trên văn phòng như anh Huề, chị Phượng, thì thật sự là càng ngày càng thấy rằng là đây đúng là một cái doanh nghiệp nghiệp thật và họ làm thật. Và đến khi mà càng về sau càng tìm hiểu thật, thực chất là em Vy Thúy cũng đã biết đến Mayland từ giai đoạn 2, cái thời gian đó là nó rơi vào cỡ Tết của Việt Nam ấy ạ. Tết của Việt Nam thì em Vy Thúy có về thăm gia đình, thì nhân tiện là lên lên giao lưu với các anh chị ở trên văn phòng, và biết đấy rồi, nhưng mà bản chất là em cũng chưa hiểu rõ nhiều về Mayland, em chưa hiểu rõ nhiều về sứ mệnh, chẳng qua là thấy đây là một cái dự án Việt Nam và mong muốn là tham gia vào cái dự án, và có thể là cái tư tưởng ban đầu này em chỉ mong muốn là tham gia vào dự án và mong muốn được cái dự án nó sẽ thành công, bởi vì là hiểu được rằng là càng nhiều người tham gia, càng nhiều người biết tới thì đương nhiên là cái dự án, cái hướng đến thành công nó sẽ gần hơn. Bản chất là như vậy thôi ạ. Nhưng mà đến khi mà càng về sau càng tìm hiểu, tham gia qua những cái buổi Zoom, làm quen vừa được với các anh chị, nhờ rồi anh Hoàng Đường, rồi em Tùng, rồi mọi người trong công ty, rồi mỗi cái buổi chủ nhật đấy thì có tham gia những cái buổi Zoom của anh Hoàng Mai Trung, thì thật sự là càng ngày đi bây giờ là đến cái thời điểm này nhá, em Vy Thúy phải nói rằng là cái dự án mà em yêu nhất là Mayland, tâm huyết nhất cũng là Mayland. Bản chất là thật sự là em cũng không có nói được hay giống như anh Hoàng Đường, hay là không thể nói hay được giống như em Tùng, nhưng mà thật sự là với cái tình yêu Mayland cái thời điểm này thì cũng có khá nhiều các anh chị Việt kiều ở bên Đức này cũng tham gia theo, bởi vì là bây giờ là trên Facebook là em là tràn ngập những cái thông tin về Mayland. Thấy anh chị nào mà đưa thông tin vào thì là đều đưa ra, và mọi người thấy wow, cái dự án này rõ ràng là rất là hay ho, đúng không ạ? Và em Vy Thúy bây giờ thì với cái tâm niệm là rất thích mang một cái trí tuệ Việt Nam mình được thì được lan tỏa, được mong rằng là cái dự án này nó sẽ nổi tiếng hơn nữa, bởi vì bản chất là em cũng có xem một số cái dự án về bất động sản thì ở bên Đức này luôn này, cũng có một cái nó chỉ là một cái trang web thôi, nhưng mà rõ ràng là nó không được, mặc dù là ở Đức ạ, mặc dù là ở Đức nhưng mà nó lại không được hiện đại như là Mayland. Rõ ràng là Mayland của chúng ta mới có phát triển được hơn một năm, thì em Vy Thúy rõ ràng là nhìn thấy cái tiềm năng cực cực kỳ là lớn. Tại làm sao một cái đất nước nhỏ bé như thế này mà nhiều người giỏi như thế này, cái sản phẩm chắc chắn là sẽ rất là bùng nổ luôn. Nhưng mà rõ ràng là khi mà ai đó nghe đến dự án của Việt Nam thì thường thường là sẽ không có nhiều những cái gọi là gì nhỉ, những cái hút, đúng không ạ? Nhưng mà em thấy là rất là mong bây giờ em chắc là chắn là sẽ tham gia nhiều những buổi Zoom hơn, cũng
mong là các anh chị ở đây là cũng cùng tham gia với công ty, nhìn thấy những cái cập nhật của công ty thì chắc chắn là sẽ thấy là quả thật là đây là một cái thứ mà cái gì nó sẽ rất là lớn lao đấy ạ, rất là lớn lao, và mong là sẽ là Mayland sẽ phát triển thật sự là lớn mạnh và vươn tầm thế giới. Tự nhiên khi mà em đang nói là thấy thấy mọi người, em nhìn vào màn hình thấy mọi thứ im lặng cho nên là bị khựng lại một chút ạ. Có thể là anh Hoàng Đường sẽ giao lưu cùng với em không nhỉ? À, đang lắng nghe đấy. Ồ, Có bị ao ra ngoài không? mà không thấy em Tùng đâu luôn. Tùng hôm Em đây nay rồi. là hình như là Em đây. mạng của Tùng là hơi bị kém hay sao ý. Đúng rồi, cái mạng của em hôm nay nó cơ hơi có vấn đề thì em lại vừa thay cái máy tính khác, nó không hiểu sao cái máy kia nó đang có vấn đề gì. Rồi, ok. Thế là bị mất mất phần chia sẻ của chị Thúy rồi. À rồi, cũng đang chia sẻ với mọi người về cái câu hỏi của em thôi, nhưng mà lại lan man sang một cái vấn đề khác. Nhưng mà rất là cảm ơn Vi Thúy, luôn trân trọng cái cơ duyên mà biết tới Mayland, biết tới một cái điều tuyệt vời, và hy vọng rằng là sẽ cùng góp sức được với Mayland này lan tỏa một cái điều tuyệt vời, một cái điều ý nghĩa, và cảm thấy những cái có thể đó là một cái sứ mệnh để đi lan tỏa Mayland thì sao. Ok, cảm ơn chị Vi Thúy. Trước khi mà em có câu hỏi với anh Hoàng Đường thì em cũng chia sẻ với mọi người như thế này. Hôm trước, ngày hôm thứ ba em có qua em gặp anh Hùng Trần. Anh Hùng Trần thì là một người cùng quê và học cùng trường cấp 3 với em. Thì hiện nay thì anh Hùng Trần đang là một trong những cái thành viên trẻ tuổi nhất của tổ tư vấn về đổi mới giáo dục của Thủ tướng Chính phủ. Và anh Hùng Trần thì là một người trước sau khi mà tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội thì anh có sang làm tiến sĩ ở bên Mỹ. Và hiện nay thì anh đang là founder của một cái nền tảng gọi là GodX. Mọi người có thể là gõ trên Google cái chữ Hùng Trần GodX thì mọi người sẽ biết là cái nền tảng này hiện nay nó đang rất nổi tiếng ở Silicon Valley như thế nào, bên Mỹ như thế nào. Đó, và sau khi em sang thì em có chia sẻ với anh Hùng Trần về cái mô hình của Mayland ấy. Thì anh ấy ngồi, anh ấy nghe rất là chăm chú và anh cứ nói là interesting đấy, cứ như thế, có nghĩa là rất là thú vị, rất là thú vị. Thì anh ấy nghe về những cái thứ mà Mayland đang làm, bởi vì là nó khác so với lại những cái mô hình từ xưa nay đó. Và anh ấy sống ở bên Mỹ nhiều và anh thấy là bên Mỹ nó cũng khác, và ở Việt Nam mà nếu mà như làm được những cái như vậy thì thực sự là nó rất là đáng ngạc nhiên và nó rất là thú vị đấy. Thì và cũng xin chia sẻ với mọi người là anh Hồng Trần thì anh ấy nói rằng là gì ạ? Nếu để nói về ở bên Mỹ ấy, thì người Việt Nam mình ở bên đấy rất là giỏi. Có thể làm bất cứ một cái trọng trách ở một cái từ là cái người nhân viên cho tới người làm quản lý cấp cao, và trong tất cả những cái nền tảng công nghệ lớn ở bên Mỹ thì gần như đều có những con người Việt Nam ở trong những cái mô hình kinh doanh của họ. Thì và mọi người có biết không là tất cả gần như là tất cả những cái đội ngũ lập trình của anh Hùng Trần thì hiện nay thì đều ở Hà Nội. Đều là người Việt Nam nhé. Chỉ có cái cấp quản lý là anh ấy mời những cái người từ Microsoft, từ Google, từ Facebook về để thay anh ấy, để giúp anh ấy là quản lý điều hành. Anh ấy là founder nhưng hiện nay không phải là đời điều hành, là người điều hành đó. Và anh ấy đưa toàn những cái nhân tài là những người mà ở nước ngoài, họ những cái có cái tư duy quản trị lãnh đạo toàn cầu ấy, đưa về đó. Và anh nói là gì ạ? Cái về cái trình độ công nghệ từ trí tuệ nhân tạo cho tất cả mọi thứ của Việt Nam mình rất giỏi, nhưng nó thiếu đi một cái là như thế này này, do Việt Nam mình thiếu đi một cái người đủ tầm để lãnh đạo, và thiếu đi những cái người mà làm sao ạ, đủ khát vọng đấy, thiếu đi những cái người mà làm sao ạ, có thể làm sao ạ, chấp nhận những cái sự mạo hiểm để làm lớn. Cho nên thành ra là Việt Nam mình tại sao giỏi nhưng mà lại không có được những start lớn là như thế. Rồi là anh ấy, ví dụ như tuần trước em Tùng có chia sẻ về chỗ anh Thức Vũ. Anh Thức Vũ cũng là bạn thân của anh Hùng Trần ở bên Silicon Valley, và anh ấy cũng là một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo. Thì anh cũng có nói là gì, anh có nói vui là như 10 người Việt Nam thì
rất hiếm khi là 10 người tài đấy ngồi với nhau để cùng làm một công ty hoặc là cùng làm 2 đến 3 công ty. Nhưng 10 người đó thì 10 người làm 10 công ty khác nhau. Thành ra là nó không có lớn mạnh được là như thế. Cho nên tại sao là Việt Nam mình rất nhiều người tài, rất nhiều người giỏi nhưng chúng ta lại không có được những cái nền tảng công nghệ lớn là như vậy. Và anh Trần anh cũng có nói về cái mô hình của mình, anh bảo nếu như mà Mainland mà đang đi làm theo đúng những cái đường lối đường hướng phát triển như vậy thì thực sự là Mainland sẽ rất là lớn. Và anh ấy cũng có chia sẻ về bên Mỹ, đa phần về cái nền tảng bên Mỹ bây giờ người ta xài, người ta mua bán giao dịch bất động sản họ toàn xài Zillow thôi đấy. Anh ấy nói là họ toàn xài Zillow thôi, còn cũng một cái nền tảng khác nữa nhưng mà nó không thể lớn và không nổi tiếng bằng Zillow được đấy. Cho nên anh cũng nói rằng là gì, Mainland chỉ cần tập trung bất động sản. Và anh có nói rằng lấy như này này, chỉ cần mà giải quyết được vấn đề của bất động sản thị trường Việt Nam thôi nó đã lớn lắm rồi đấy, chưa cần là chúng ta phải giải quyết của các nước trong khu vực. Nhưng chúng ta có cái tham vọng là chúng ta còn phải giải quyết của các nước khác, đúng không ạ? Chúng ta còn phải có một cái tầm nhìn, một cái sứ mệnh là chúng ta phải đi kiếm tiền từ nước ngoài về nữa đó. Cho nên là anh cũng đánh giá rất cao những cái thứ mà mình đang đi như vậy đó. Thì cũng chia sẻ với mọi người một chút để mọi người thấy được là gì, cái cách chúng ta đang làm, cái cách chúng ta đang đi nó như thế nào. Rồi quay trở lại với anh Hoàng Đường. Anh Hoàng Đường thì cũng là một cái người mà đã gắn bó với Mainland từ khá lâu, thì cũng biết được rằng cái câu chuyện của anh Hoàng Đường thì không phải là tự dưng mà anh biết, cũng đã có được người nọ người kia mời. Thế nhưng mà cũng phải rất một thời gian rất lâu thì bắt đầu là anh chính thức anh join vào. Vậy thì anh Hoàng Đường có thể là chia sẻ lại cho mọi người một về những cái kỷ niệm của anh và cũng như là những cái đánh giá của anh khi anh đã tham khảo rất nhiều những cái mô hình và để anh chia sẻ mọi người một chút được không? Ok, Hoàng Đường xin chào cả nhà nha. Thực sự thì cũng khá là bất ngờ và cảm ơn anh Tùng đã có cái lời mời lên giao lưu cùng với cái chương trình với Hoa hậu Vi Thúy. Thì có lần trước thì Hoàng Đường và Vi Thúy cũng đã có cái cơ duyên đã thông qua một cái buổi talk show cũng trao đổi khá nhiều cái vấn đề. Và hôm nay thì trước tiên thì cũng lời gửi lời cảm ơn anh Tùng một lần nữa và chúc cho cộng đồng của Mainland thành viên mới hay là những thành viên đã tham gia rồi nhiều sức khỏe và chúng ta cùng hướng đến thành công với Mainland trong cái thời gian sớm nhất. Quay trở lại câu hỏi của anh Tùng thì thực sự là đến với Mainland là một cái cơ duyên mà Hoàng Đường luôn luôn tri ân cái người anh là anh Đặng Đình Khanh đã luôn kiên nhẫn cung cấp những cái thông tin cho Hoàng Đường. Mặc dù là cá nhân tôi cho rằng là thời điểm đó tôi hầu như không có quan tâm đến bất cứ một cái mô hình mà đầu tư nào giống như kiểu mà đầu tư theo cái kiểu mà trên Internet nữa. Tuy nhiên khi mà với cái sự kiên nhẫn của anh Đặng Đình Khanh và anh ấy có nhắn một câu rằng đây là doanh nghiệp startup về công nghệ, thì lúc đó tôi mới ngồi lại nghiêm túc và tự mình tìm tòi rất nhiều thông tin trên mạng và bắt gặp anh Hoàng Mai Trung. Và từ đó thì tôi có một cái góc nhìn hoàn toàn khác về cái doanh nghiệp của Mainland tại thời điểm đó. Và tôi cho rằng đây chính là cái cơ hội mà thực sự nhiều năm nay tôi có tiền, tôi lên mạng tìm kiếm nhưng mà không có cơ hội nào thực sự xứng đáng để mình vào xuống tiền để mà kỳ vọng cái tài sản mình tăng trưởng lên cả. Ngoại trừ là cái thị trường ngoại hối tôi đã theo đuổi nhiều năm trước đó. Nhưng cũng rất may mắn là với Mainland chính là cái thứ tôi tìm kiếm và cũng tại thời điểm đó tôi quyết định là tìm hiểu xa hơn nữa để có cái cơ hội là lan tỏa cái giá trị của Mainland cho nhiều người. Như cái trong cái thâm tâm tôi cũng mong muốn là ngoài cái việc mà bản thân mình có cơ hội để thành công trong một cái dự án nào thì những cái con người ngoài kia trong cộng đồng, những cộng đồng khác họ cũng mong muốn như vậy và họ cần có những cái cơ hội tương tự như chính bản thân tôi. Và từ đó tôi quyết tâm lan tỏa và làm việc nỗ lực không ngừng để kỳ vọng là mọi người có được cái cơ hội như vậy. Và trong suốt cái quá trình hành trình đó thì đến thời điểm này mặc dù có những cái thành quả nhất định khi hoạt động tại Mainland, tuy nhiên đến thời điểm này thì tôi cũng rất là vui bởi vì đối với thị trường miền Nam thời điểm này thì có rất là nhiều nhân tố. Mặc dù là vào mới tham gia vào Mainland nhưng cũng đó có những cái sự đột phá, những cái dấu hiệu mà thị trường miền Nam sẽ được bùng nổ mạnh trong thời gian tới, như là sự góp mặt của anh Nguyễn Tiến Dũng. Mặc dù anh mới tham gia Mainland, tìm hiểu Mainland nhưng anh đã hiểu rất sâu về nền tảng của Mainland rồi và đang hỗ trợ tích cực cho thị trường miền Nam. Và kỳ vọng là với cái sự tâm huyết của rất nhiều anh em,
với cái tâm nguyện là mang được cái giá trị của Mayland đến cho rất nhiều người và đồng thời là đồng hành trợ duyên cho anh Hoàng Mai Trung. Thì trong thời gian tới, thị trường miền Nam nói riêng và cả thị trường Việt Nam như thị trường toàn cầu nói chung sẽ có thêm nhiều những cái đối tác lớn vào đóng góp cùng đồng hành với anh Hoàng Mai Trung để tất cả chúng ta cùng hướng đến một cái mục tiêu chung là sẽ giúp cho Mayland đạt được cái lộ trình IPO thành công trong thời gian sớm nhất. Rồi, xin cảm ơn anh Hoàng Đường. Cái câu chuyện cũng khá là hay đúng không ạ? Và cũng chia sẻ với mọi người một chút. Thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy là cái thị trường Sài Gòn phải nói rằng là một cái thị trường rất lớn. Không chỉ lớn về cái nguồn lực mà lớn về cả cái thị trường bất động sản. Và thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì bắt đầu là nó lan dần sang đến khu vực về Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu rồi kể cả Long An. Đó, cho nên thấy là cái khu vực miền Nam nó cực kỳ lớn. Và vừa rồi thì anh Hoàng Đường cũng có được những cái ekip đã kết hợp cùng với anh Hoàng Đường trong cái thời gian vừa qua thực sự là rất là mạnh. Nếu như chúng ta theo dõi thì chúng ta cũng sẽ thấy là thị trường miền Nam vừa rồi là cũng cập nhật liên tục và hiện nay là cũng đang có anh Hằng và anh Thuy cũng đang ở trong thị trường miền Nam để mà hỗ trợ cho thị trường miền Nam, và hình như là tối nay đang ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng thì phải. Đó, chúng ta thấy là mới cách đây mấy hôm thì em Tùng có làm việc với một chú là phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp của thành phố Thái Nguyên, của tỉnh Thái Nguyên luôn, thì chú xuống Hà Nội và cũng rất là quan tâm đến mô hình của mình. Và sau khi là nghe phân tích về mọi thứ thì chú này thì cũng đã đầu tư về cổ phần, cổ phiếu, rồi là đầu tư vào cổ phần cho các cái doanh nghiệp về khoáng sản, khai thác than, rồi mỏ quặng ở trên Thái Nguyên nhiều. Thì chú cũng khá là am hiểu về cái này, và sau khi nghe phân tích về mọi thứ của Mayland thì chú rất là thích và sẵn sàng là mở luôn văn phòng đại diện ở trên thành phố Thái Nguyên luôn. Đấy, cho mọi người thấy đúng không ạ? Và ngày hôm nay cũng thế. Ngày hôm nay thì chiều nay em Tùng, ngày hôm qua thì tiếp một anh cũng là chủ doanh nghiệp bất động sản ở Hải Phòng. Thì sau khi anh ấy nghe thấy anh ấy thích xong thì chiều hôm nay anh lại quay trở lại, anh lại gặp em Tùng ở trên văn phòng Hà Nội và đưa theo bà xã của anh nữa. Bà xã là bác sĩ. Đấy, đưa bà xã là bác sĩ. Bác sĩ ở dưới bệnh viện Hải Phòng lên. Thế là hai vợ chồng lên, bảo anh thì anh nghe thích rồi nhưng anh muốn là để cho vợ anh cùng nghe nữa. Bởi vì là ngày hôm qua khi mà dự cái buổi hội thảo của Mayland tại công ty thì anh thấy là tại sao đây lại có nhiều cặp vợ chồng như thế. Cho nên anh ấy thấy một cái sự tò mò. Sau khi phân tích kỹ cho anh xong thì hôm nay là về anh dẫn luôn vợ anh lên, và chiều nay là hai vợ chồng ngồi riêng với em Tùng để mà mổ xẻ thêm đó. Và sau đó thì hai anh chị về là mới được sắp xếp để có thể làm sao mà tham gia vào cái câu lạc bộ Triệu Mây. Đấy, chúng ta thấy được là gì ạ? Những người mà họ đầu tư lớn, tại sao thời gian này chúng ta lại có được nhiều những cái đối tác đó, những cái người mà họ có khả năng tài chính là vài ba tỷ, họ tham gia, họ đồng hành cùng với chúng ta. Bởi vì sao ạ? Những người mà họ đã có tiền tỷ thì chúng ta phải biết được rằng là gì ạ? Họ cũng không phải là những người mà rất dễ dàng mà chúng ta nói họ tin đâu, đúng không ạ? Mà chúng ta nói nó phải có cơ sở, thì từ cái cơ sở đó thì mới tạo được cái niềm tin cho họ, và họ sẵn sàng họ bỏ ra một cái số tiền lớn như thế để họ đồng hành cùng với chúng ta. Đấy, cho nên là gì? Chúng ta phải nói rằng là gì? Chúng ta rất là may mắn khi chúng ta tham gia từ sớm, từ những lúc mà công ty còn chưa có doanh thu, đúng không? Còn chưa có doanh thu nhưng chúng ta vẫn tin vào một cái điều gì đó và chúng ta sẵn sàng và chúng ta thấy được gì ạ? Cái niềm tin của chúng ta cho tới ngày hôm nay đó là một cái niềm tin hoàn toàn đúng đắn, đúng không? Rồi, ok, xin quay trở lại với chị Vi Thúy một chút nhỉ? Thì không biết là chị sống ở bên Đức lâu như vậy rồi thì ở bên đó, ở trong các cái lĩnh vực, ví dụ như là gọi xe hay là lĩnh vực về book khách sạn hay là lĩnh vực bất động sản chẳng hạn, thì nó có những cái nền tảng công nghệ nào đó mà chị đang sử dụng trong những cái công việc hàng ngày hay không? Ví dụ như là gọi xe này, ví dụ như là book khách sạn này, đúng không ạ? Hay là ví dụ như là trong bất động sản này, thì chị thử đưa ra một số ví dụ ở bên Đức xem. Rồi, vâng. Ở bên Đức thì thật ra là Vi Thúy ví dụ như là về cái gọi xe thì ở bên Đức thường là cái nền tảng về truyền thống nó vẫn phát triển hơn. Gọi xe thì ở bên này có Uber, gọi xe ngoài cái nền tảng truyền thống thì có Uber vào Đức. Thật ra là bản chất là ở Đức mà những cái nền tảng về công nghệ mà để
chạy vào Đức là chắc là cũng có vẻ là khó khăn hơn một chút. Thì có về phần Uber, nhưng mà thì Uber thì mọi người cũng biết là cái nền tảng này nó cũng giống giống tựa tựa Grab rồi, thì em cũng không cần phải nói về cái đó. Nhưng mà cái đặc biệt về về cái nền tảng bất động sản ấy, thì ở bên Đức là nó có về cái nền tảng bất động sản là nó là Immobilien Scout24. Em Vi Thúy làm bên khi ấy nhá. Đấy, nó là Immobilien Scout 24. Nhưng mà Google sẽ tra và cái chữ mà em chat vào trong cái mục chat đấy, thì thật sự là khi mà so sánh hiện tại, bởi vì Immobilien Scout 24 này nó đã cái một cái nền tảng nó đã rất lâu rồi, lâu đời rồi. Và hầu như là cái người nào mà sống ở trong nước Đức là muốn tìm nhà, muốn thuê nhà ở, bởi vì bên Đức, bên châu Âu ấy thì họ thuê nhà rất là nhiều. Sở hữu nhà không có nhiều được như ở Việt Nam đâu ạ. Việt Nam là sở hữu nhà riêng rồi có thể là những cái mô hình về căn hộ này nọ đúng không ạ? Nhưng mà ở bên Đức thì đại đa số là họ họ thuê nhà, thuê thuê cửa hàng hay là sau đó thì đều qua cái, hầu như là hầu hết là đều qua cái nền tảng này. Thì bản chất là khi mà nếu mà mọi người mà tiếp vào qua cái ấy thì thấy rằng là cái nền tảng nó, nếu mà so với Mainland, mặc dù là họ đã lâu năm rồi, nhưng mà nếu mà nền tảng so với Mainland thì em đi thấy hoàn toàn thấy rằng là Mainland của mình vượt trội hơn hẳn đấy ạ. Mainland của mình vượt trội hơn hẳn. Khi mà mình thiếp vào đó thì mình có thể là tìm nhà, cũng có thể là tìm những cái vùng xung quanh, mình có thể mình đưa những cái tiêu chí của mình đấy, ví dụ như là mình muốn tìm nhà 2 phòng hay là 3 phòng ở cái vùng nào, thì nó cũng sẽ hiện lên những có bao nhiêu cái kết quả tìm kiếm chẳng hạn vậy. Cái giá cả nó như nào, nó làm sao. Nhưng mà cái nhưng mà khi mọi người thiếp vào thấy là hoàn toàn rất là đơn giản. Có thể là cũng với cái làn sóng mà cách mạng 4.0 này thì họ cũng sẽ cho những cái công nghệ vào, nhưng mà rõ ràng là thấy rằng là mainland của mình là đi đang đi rất là nhanh, đi đúng cái xu hướng của thế giới luôn, mà chỉ cần cái chứng minh của cái app thôi, cái app bất động sản của chúng ta mà cái doanh thu đã thấy rằng là rõ ràng là đi vào cái đúng cái nhu cầu của thị trường, đúng cái niềm mong mỏi của mọi người, người ta mong muốn, người ta tìm kiếm đúng không ạ? Thì đó về về cái nền tảng ở Đức thì về về bất động sản là có cái trang này là em đi Thúy hay, bởi vì là ở bên này thì hay đi tìm cửa hàng, cũng hay muốn mở những cái nghề truyền thống của Vi Thúy là Vi Thúy làm về thẩm mỹ với cả về tattoo đấy ạ. Cũng thích nhân rộng cái cơ sở kinh doanh của mình lên, thì cũng hay tìm ngó nghiêng trên đó, và thật ra là tìm 1-2 năm nay thì cũng không có tìm được nhiều nhiều những cái mà như mình mong muốn. Thì rõ ràng là cái Mainland ấy thì em Vi Thúy thấy rằng là mình có thể là mình nhìn riêng về cái khoản mà video 3D ấy ạ, là đã thấy là hơn hẳn về cái trang đó rồi, cái trang trang ở bên Đức này rồi. Hoặc là nếu như mà em Vi Thúy muốn mà book về khách sạn hoặc là các thứ thì bên này có rất là nhiều những cái kênh để chúng ta có thể là xem, nhưng mà nó cứ xem nhau, những cái kênh nó không có xem, nó xem nhau và nó không có cái sự vượt trội. Không có sự vượt trội. Thì bản chất là chính vì thế khi mà thấy phát hiện ra cái cơ hội Mainland và càng ngày càng tìm hiểu, thì bây giờ là rõ ràng là em Vi Thúy rất là hào hứng, rất là nhìn thấy cái niềm tin chiến thắng nó lớn quá rồi, niềm tin chiến thắng nó lớn quá rồi. Và cũng đi chia sẻ với mọi người, chia sẻ những cái live stream của các anh chị em và cho cộng đồng người Việt bên này, và họ rất là hào hứng, giống như em Tùng chia sẻ đấy, chia sẻ cho ai đó mà họ biết đến cái nền tảng của Việt Nam thì họ rất là cảm thấy là rất là thú vị. Bởi vì rõ ràng là Mainland đang đi vào đúng cái tâm điểm mà những cái thứ mà người ta cái nhu cầu người ta cần thiết. Và từng cái thành viên của từng cái người góp tiền với doanh nhân Hoàng Lai Trung thì đều có thể là sẽ là
mai mốt sẽ là nhà môi giới bất động sản đúng không ạ? Cái nền tảng nó quá là hay ho. Em biết thì cũng là một cái trang landing page đấy, của Mayland. Thì rõ ràng đây là có một cái trang riêng của mình, và có nhiều những cái thông tin mình cập nhật trên đó, và rất là tiện ích, rất là tiện lợi. Thì hy vọng rằng là Mayland của chúng ta càng ngày càng nổi tiếng. Rõ ràng là về cái công nghệ là cực kỳ là vượt trội rồi. Em Tùng đã nhìn vào cái Immobilien Scout 24 chưa? Em đã thử test vào qua Google chưa, hay là anh Hoàng Đường thử test vào xem? Không có gì là nổi trội hoặc là không có gì là đặc biệt so với những cái nền khác ở trên thế giới, và có khi là còn thua cả Zillow ở bên Mỹ nữa. Mà rõ ràng là mọi người mà khi mà tìm hiểu về Mayland, mới so sánh Mayland với Zillow, thì em Thúy thì không có vào Zillow xem, nhưng mà nhiều người thấy là Mayland của chúng ta đang có những cái hướng đi là vượt trội luôn. À đúng rồi, em Tùng có chia sẻ đó. Nó có những, đây thì toàn là tiếng Đức, nhưng mà có nghĩa là cũng cho chúng ta tìm hiểu, ví dụ như là chúng ta có thể là tìm nhà này, tìm mua căn hộ này, nó có một bên về riêng về cho thuê, mình mong muốn thuê hay là mình mong muốn mua hay là mình mong muốn bán, thì nó là cũng nền tảng để kết nối. Và nếu như mà mình muốn mà kiểu mua để trả góp hay là để vay tiền hay các thứ, thì họ cũng có nền tảng kết nối, nhưng mà không có thẳng trực tiếp giống như bên Mainland của mình. Thì thật sự là một cái trang này, nó là một cái trang Immobilien Scout 24 này, là một cái trang lớn của Đức rồi đấy ạ. Một cái trang lớn của Đức mà hầu hết những người mà mong muốn thuê, tìm kiếm nhà cửa hay là để mua mua bất động sản hay liên quan đến bất động sản hoặc là vay vốn hay là gì đó thì đều biết đến qua cái trang này. Nhưng mà thật sự là khi mà mặc dù là tiếng Đức, nhưng mà mọi người có thể là nhìn qua sơ qua thì thấy là cái nền tảng này của mình của Đức này nó không có nhiều ứng dụng hoặc là không có nhiều những công nghệ vượt trội giống như là Mayland. Cái này chỉ xây cho thị trường Đức thôi, Zillow cho thị trường Mỹ thôi. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Họ không có toàn cầu, và đương nhiên là cái yếu tố toàn cầu của Mayland là một cái hướng mà để cho mọi người nhìn thấy cái tầm nhìn rất là lớn của doanh nhân Hoàng Mai Trung. Cho nên là mọi người ơi, tự tin lên nhá, tự tin chia sẻ, tự tin lan tỏa cái dự án để chúng ta là biết đâu sau 1 năm nữa, sau 2 năm nữa chúng ta nhìn lại cái thời điểm này là chúng ta đã đi một cái quãng đời là quãng đường là quá lớn, đúng không ạ? Cái giá trị của công ty Mayland khác, cái giá trị điểm Mây nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Bởi vì là chúng ta đang đi đúng hướng, đúng xu thế. Vi Thúy là một cái người không phải là chuyên về cái kỹ thuật, nhưng mà rõ ràng là mình đánh giá về cái phương diện xu hướng ấy, thì rõ ràng là cái nhu cầu ở trong cái bất động sản này quá là lớn luôn, và gặp quá nhiều những cái cản trở, những cái nỗi đau, đúng không ạ? Mà Mayland đang dần dần để hoàn thiện được những cái đó, và chưa hoàn thiện, cái app là chưa hoàn thiện nhiều mà mới lên version 3 rồi, đúng không mọi người? Đã thấy là nó đã khác hoàn toàn rồi. Đấy, cái bản đồ, đúng rồi. Cũng không có nhiều, sẽ thấy là sẽ không có nhiều những cái ưu việt giống như Mayland của chúng ta đâu ạ. Đây là một cái ví dụ để cho mọi người nhìn thấy được rằng Mayland là sẽ là đi hướng đi là sẽ khá lớn luôn ạ. Rồi đúng rồi, em Tùng hay là anh Hoàng Đường đang ấy đấy, đang chia sẻ đấy ạ. Tùng ấy, Tùng đang chia sẻ đấy. À đúng rồi, Tùng đang chia sẻ, đúng rồi. Đấy. Chúng ta có thể thấy là gì ạ? Đấy, cũng vừa lướt qua để cho mọi người xem, đúng không? Số 1 ở Đức, nhưng mà thực ra thì trong mọi thứ nó rất là sơ sài, đúng không? Chúng ta có thể nhìn cái bản đồ của họ, đúng không ạ? Nó chỉ gần như là nó chỉ định hình được một chút xíu nào đấy thôi, chứ còn chúng ta không có thể là rõ ràng chi tiết giống như cái bản đồ của Mayland được, đúng không tất cả mọi người? Đấy, thì nếu như mọi người nãy em đã share cái bản đồ của Mayland thì mọi người sẽ thấy chúng ta còn có thể đo khoảng cách, chúng ta có thể biết được là
các cái thông tin về bất động sản như thế nào đó. Và anh Hoàng Đường cũng là một trong những người mà rất hay, gọi là gì, em phải dùng cái từ là cũng rất là am hiểu về công nghệ đó. Và anh cũng chính là cái người mà đầu tiên làm một cái video là so sánh cái nền tảng công nghệ của Mailand với cả của Zillow đó. Thì đương nhiên thì nếu mà để mà so sánh với một cái công ty mà người ta đã có hàng hàng hơn chục năm như vậy thì đương nhiên thì chúng ta không thể so sánh về độ lớn hay này kia, nhưng về mặt công nghệ, đúng không ạ? Về mặt công nghệ thì chúng ta hoàn toàn có thể là so sánh được. Và thậm chí là gì, nếu để nói về công nghệ thì có khi là cũng có những cái thứ mà chúng ta còn làm tốt hơn cả họ, đúng không? Rồi đấy, thì mọi người cũng Khoảng cách đã của cái việc ứng dụng công nghệ vào trong các sản phẩm là gì? Mục tiêu cuối cùng như anh Hoàng Văn Trung thường định hướng rất nhiều là cũng mang lại tăng cái tính trải nghiệm cho người dùng, cái sự thuận tiện cho người dùng, tiện ích cho người dùng. Mà so với cái góc độ kỹ thuật thì bản đồ Mail Maps của chúng ta hiện tại đang được tích hợp trên trang mailand.com đó, so với rất nhiều cái bản đồ của những nền tảng khác nhau mà họ đã hoạt động cả hơn chục năm rồi đấy, có những nền tảng 14, 15 năm. Chúng ta có thể thấy rằng là khách quan mà nhìn nhận nha, về góc độ kỹ thuật thì đó là chúng ta chưa có thấy một cái nền tảng nào công nghệ bản đồ mà để có cái tính năng ưu việt như bản đồ Mail Maps của chúng ta đó. Thì đó rằng là Mailand, tôi cho rằng khách quan tôi sẽ xếp là đứng vị trí số 1 trên cả thế giới luôn. Nếu anh chị có những cái thông tin nào, có những cái công nghệ bản đồ nào khác nó hay hơn ở Mailand thì chúng ta cứ cứ học tập chia sẻ để mọi người học tập thêm. Em nghĩ là đã so sánh với cả Zillow, Zillow là số 1 của Mỹ đó, và hiện nay thì cũng ngoài Canada, châu Âu cũng có sử dụng Zillow đó. Mà chúng ta đã so sánh với thằng số 1 thì có lẽ là cũng có thể so sánh được với nhiều thằng khác nữa, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng rất là mong muốn là gì ạ, chúng ta cũng cần phải học hỏi. Ở ngoài thế giới kia thì cũng có rất nhiều những cái công ty rất là tốt đấy, chúng ta cũng luôn luôn học hỏi, chứ còn không phải là lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên hay là bảo Mailand là số 1, không hẳn. Mà chúng ta luôn làm sao ạ, trong cái con đường phát triển của mình chúng ta vẫn luôn không ngừng để học hỏi những cái gì là hay nhất, những cái gì là tinh túy nhất đấy của thế giới. Rồi ok, thì bây giờ em share cho mọi người một cái này nhá, em share cho mọi người một cái này. Hôm nay thì chúng ta nói nhiều về 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 những cái công nghệ, chúng ta nói nhiều về những cái tư duy, và chúng ta cũng cần phải quan tâm là gì. Em không biết là hôm nay có nhiều người mới hay không, nhưng em muốn share cho mọi người một cái là gì, cái câu chuyện của ngày hôm nay cũng là để chúng ta quan tâm đến Mailand nhiều hơn, đúng không ạ? Bởi vì Mailand đang tạo ra những cái nền tảng công nghệ, vậy thì tại sao chúng ta lại quan tâm đến những cái điều này? Và nếu như chúng ta bỏ tiền, chúng ta góp tiền, chúng ta đồng hành cùng anh Hoàng Mai Trung, cùng Mailand thì chúng ta sẽ được cái gì? Thì em sẽ share cho mọi người một cái file này để chúng ta có thể là dễ hình dung, đúng không ạ? Em sẽ share cái này thì để cho mọi người dễ hình dung hơn nhé. Thứ nhất, rồi đây em xem lại để cho mọi người thấy đây. Ví dụ như là chúng ta góp như thế này, đã làm một cái bảng sẵn như thế này đây. Nếu như chúng ta góp 1.000 đô la, đúng không? Chúng ta góp 1.000 đô la, chúng ta đã biết cái câu chuyện của những các cái công ty, câu chuyện về cổ phiếu của các công ty khi lên sàn thì nó đã phát triển như thế nào, nó tăng trưởng vượt bậc và nó lớn như thế nào. Thì hôm nay thì em Tùng có một cái bài toán như thế này đối với mọi người này. Nếu như chúng ta góp 1.000 đô la, đúng không? Thế thì cái quyền lợi chúng ta nhận được là cái gì? Thứ nhất là hiện nay là cái mây được ghi nhận hiện nay là 2.943 đồng bằng một mây, đúng không? 2.943 đồng bằng một mây. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu? Chia ra thì chúng ta sẽ nhận được 7.996 mây. Chúng ta sẽ được tặng thêm 1% nữa. 1% có nghĩa là nhận về thì bằng mây, đúng không ạ? Tặng cái tiền gọi là tiền thưởng quảng cáo. Tiền này thì nó đang được tính khoảng 13%, có nghĩa là 1.000 đô thì chúng ta sẽ được khoảng 130 đô. Cái này thì chúng ta sử dụng để sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng, ví dụ như là chúng ta check quy hoạch này, chúng ta đăng tin bất động sản này, hoặc là chúng ta chạy ad quảng cáo này, bất động sản này. Đấy, thì cái đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể là chuyển nhượng lại cho những người làm môi giới khác. Ngoài ra thì chúng ta sẽ được tặng một cái lượng token tương ứng ở trong tương lai. Năm sau, sang năm 2021, hiện nay là em Tùng và ekip đang chuẩn bị cho cái chiến lược này, cho cái chương trình này. Năm sau chúng ta sẽ có một cái công ty ở nước ngoài.
và chúng ta sẽ phát hành token và chúng ta gọi vốn ở thị trường thấp quốc tế thông qua ICO, và tất cả những ai mà sở hữu mây thì sẽ được tặng nhé. Chúng ta không mua được nhưng chúng ta sẽ được tặng đấy. Mọi người lưu ý là chúng ta sở hữu bao nhiêu mây thì chúng ta sẽ được tặng bấy nhiêu token đấy, và mọi người lưu ý là như vậy. Và cái mây này ấy thì sau này định hướng của Mainland đó là chúng ta sẽ trở thành một cái xây dựng một cái nền tảng blockchain riêng cho cái thị trường về bất động sản, và nó cũng sẽ được list lên những cái sàn là chứng sàn tiền điện tử lớn ở trên thế giới. Ví dụ như là mục tiêu chúng ta có thể đưa lên Binance hay là Polo hay là Bitcheck hay là Bitmex gì đó đấy, thì cũng thông báo với mọi người như vậy, và chúng ta cũng sẽ được hưởng những cái quyền lợi. Và khi nó list lên trên sàn thì mọi người lưu ý là chúng ta cũng sẽ được nhận tương đương một cái lượng token tương ứng. Ví dụ như là chúng ta nhận được 7.996 mây này, đúng không ạ? Sau này khi mà Mainland IPO thì chúng ta có 7.996 cổ phiếu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm 7.996 token nữa. Và cái số token này trị giá nó bao nhiêu thì chúng ta sẽ có được một cái số tiền tương ứng. Mọi người lưu ý là cái mây và cái token này nó sẽ hoàn toàn tách biệt nhé. Sau này chúng ta sẽ được gọi là mây coin. Đấy, mọi người lưu ý này như vậy. Chúng ta sẽ có một công ty ở nước ngoài. Còn ở Việt Nam thì chúng ta đang đi theo đúng cái hướng truyền thống, đó là gì? Đó là IPO. Và chúng ta lưu ý một điều, hiện nay hàng tháng chúng ta đang được tặng thêm 0.5% đối với tất cả các tài khoản có tối thiểu 4.000 mây. Có nghĩa là gì? Những tài khoản nào mà 1 triệu mây chẳng hạn thì mỗi tháng chúng ta sẽ được thêm 5.000 mây. 5.000 mây mà hiện nay nếu mà phải bỏ tiền ra thì chúng ta cũng mất 15 triệu, đúng không ạ? Ví dụ như là chỗ anh Minh, chị Lộc hay là chỗ anh Sĩ, chị Ngọc ở Hải Dương thì mỗi tháng đang được khoảng thêm 5.000 mây. Đấy, chúng ta lưu ý là như vậy. Cho nên là những ai mà chưa đủ 4.000 mây thì chúng ta nhanh chóng sở hữu nhá. Đó. Và chúng ta sẽ thấy được cái giá trong tương lai là như thế nào. Ví dụ như bây giờ giai đoạn 6, đúng không? Giai đoạn 6 là mây của chúng ta cần phải làm sao ạ? 16.000 đồng chúng ta mới được ghi nhận một mây. Vậy thì 7.996 mây mà chúng ta nhân với 16.000 thì nó tương ứng với cả bao nhiêu ạ? 127.900, có nghĩa là xấp xỉ là 128 triệu. Đấy. Chúng ta bỏ ra hiện nay chúng ta bỏ ra bao nhiêu? 23 triệu 300 ngàn, mà sang giai đoạn 6 thì nó đã thành 127, xấp xỉ 128 triệu. Nếu như IPO, đúng không ạ? Đúng lộ trình đặt mục tiêu là 32.000 đồng, vậy thì 7.996 mây này nó sẽ trở thành là 261 triệu. Đúng không ạ? 261 triệu, như vậy là 261 phải chia cho 233 thì nó hơn khoảng hơn 10 lần, đúng không ạ? Và cái giá trị kỳ vọng trong tương lai là 500.000 đồng, vậy thì chúng ta sẽ lấy 7.996 mây này nhân với 500.000 thì nó ra khoảng xấp xỉ 3 tỷ 4 à 3 tỷ 9, xấp xỉ 4 tỷ. 3 tỷ 998 triệu, xấp xỉ 4 tỷ. Đúng không ạ? Từ 1.000 đô. Mà nếu như, và tuần sau em Tùng sẽ dành thời gian tập trung chỉ phân tích về lý do tại sao Mainland có thể lên được. Em Tùng sẽ phân tích, và cái này thì nó phải có một bài toán về 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 kinh tế. Đó, bài toán về kinh tế em Tùng sẽ phân tích về chứng khoán. Em Tùng sẽ phân tích về lộ trình IPO, điều kiện làm sao để IPO và tại sao có thể đạt được cái giá trị 32.000 đồng, thậm chí là hơn. Tuần sau nhé, hẹn mọi người thứ 6 tuần sau thì em sẽ tập trung phân tích cái này. Và cái việc là mọi người hiện nay thì cứ sở hữu mây đi. Còn cái việc mà em phân tích như thế nào và nó có khả thi để tăng lên cái điều đó trong tương lai hay không thì em Tùng sẽ phân tích để cho mọi người hiểu được. Vì hôm nay thì cũng không có thời gian để mà phân tích kỹ cho mọi người cái việc này. Đấy. Thì đây là một cái bài toán thì mọi người hoàn toàn có thể làm sao ạ? Lấy cái file này và mọi người về để xem là mình biết được là mình tham gia thì mình sẽ được cái gì ở thời điểm này, đúng không? Đấy. Được phép nhượng lại là mỗi tháng là 5% nhé. Ví dụ là tháng này là chúng ta mới tham gia, đúng không? Chúng ta KYC tài khoản xong thì tháng này chúng ta sẽ được nhượng lại cho 5%. Tháng sau sẽ được 10% số còn lại. Tháng sau sẽ được 15% số còn lại. Như vậy là mỗi một tháng là chúng ta sẽ được làm sao ạ? Được tăng thêm 5%. Ngoài ra thì sang giai đoạn 6 thì chúng ta sẽ được cam kết, đó, cam kết thu lại tối thiểu từ 5.000 đến 10.000. Bởi vì giai đoạn 6 nó là 16.000 mà. Cho nên là nếu như chúng ta tham gia thời điểm này thì sang giai đoạn 6 là cam kết là sẽ thu lại của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn nhượng lại thì chúng ta có thể là nhượng lại tối thiểu từ 5 đến 10.000. Đấy. Và theo cái kế hoạch thì có thể là năm 2021 thì chúng ta cũng đã bắt đầu là chúng ta được nhận cái lợi tức rồi. Đấy, thì cũng một vài chia sẻ cho mọi người như vậy. Đây, ví dụ như bây giờ là đấy, cái gói đến 1.000, đúng không? Thế thì bây giờ là
có một cái, đây là gói 100.000 này. Đây, đây gói 100.000 đô này, chúng ta sẽ thấy này. Đấy, 100.000 đô tương ứng với 2,3 tỷ 330 triệu đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ nhận được 791.000 mây. Đấy, xấp xỉ 800.000 bởi vì chúng ta được tặng thêm 12% mà. Đấy, 100.000 đô đúng không ạ? Tặng thêm token trong tương lai. Đây, nếu như chúng ta thấy nhá, chúng ta bỏ ra 100.000 đô bây giờ là 2,3 tỷ bây giờ thì chúng ta sẽ được bao nhiêu nếu sau giai đoạn 6 này? 791.000 mây nhân với 16.000 đồng thì nó rơi vào 12 tỷ. Đấy, 12 tỷ 667 triệu. Đúng chưa? Nếu mà khi IPO nhân với 32.000 thì nó sẽ là 25 tỷ. 25 tỷ 334 triệu, và nếu như với cái kỳ vọng là 500.000. Đó, 500.000 thế nào thì tuần sau em phân tích để cho mọi người biết là tại sao nó có thể lên 500.000 đúng không? Đấy, thì là 395 tỷ. Cho nên là cái câu là gì? Chúng ta nói ở đây nó không phải là không có cơ sở, bởi vì là chúng ta thấy là ở trên thế giới bây giờ là người ta đang công ty nó chỉ có mới được 5 7 năm nhưng mà nó đã được định giá hàng chục tỷ đô cơ. Cho nên cái câu chuyện của chúng ta mà như thế này thì nó là cái chuyện nó rất là bình thường, và so với thế giới thì nó chả là cái gì cả đúng không ạ? Ở Việt Nam chúng ta thì nghe tới tiền là đầu tư một đồng mà nó ra 10 đồng thì chúng ta thấy nó có một cái gì đó nó hơi vô lý đúng không? Nhưng ở trên thế giới thì cái chuyện này nó với họ thì nó là một cái chuyện nó quá nhỏ. Đấy, nó quá nhỏ. Đấy, so với những cái gì mà chúng ta tiềm năng mà chúng ta có thể đạt được thì những cái thứ này nó là quá nhỏ. Đó. Đấy, 20.000 đô tương ứng với 466 triệu đấy. Thì 20.000 đô ví dụ giả sử như là khi IPO thì nó cũng lên là 5 tỷ. Đấy, hơn 5 tỷ 3 đúng không ạ? Từ 466 triệu lên 5 tỷ 3. Đấy. Thì đấy là một vài các cái gói góp ví dụ như vậy để mọi người hệ dễ hình dung ra được là gì. À, nếu như ngày hôm nay chúng ta bỏ ra từng này tiền thì trong tương lai đấy, và đương nhiên thì trong tương lai nó phải có một cái thời gian là gì, từ 3 đến 5 năm, chứ không phải là bây giờ chúng ta bỏ ra rồi chẳng biết là 5 năm hay 10 năm nữa đúng không ạ? Chúng ta cần phải rõ ràng về cái con đường của Mayland đi như thế nào và nó có khả thi hay không, và nó dựa trên yếu tố gì nó có khả thi. Đấy thì tuần sau em Tùng sẽ phân tích rất kỹ, mọi người lưu ý. Ngày hôm nay thì mọi người cứ xem kỹ cái bảng này, và tuần sau em Tùng sẽ dành nguyên một buổi tuần sau để em cùng phân tích về thị trường chứng khoán, về điều kiện, về những cái cơ sở để Mayland làm sao có thể đạt được những cái giá trị theo những cái bài toán như thế này. Đấy. Rồi, cái điều cuối cùng mà em muốn chia sẻ với mọi người trong buổi tối ngày hôm nay, em muốn chia sẻ với mọi người trong buổi tối ngày hôm nay đó là chương trình promotion trong tháng 12 này. Đấy, trong tháng 12 này thì không biết mọi người đã nhận được những cái chương trình này hay chưa. Đấy, may mang hạnh phúc sung túc cả năm. Thì thời gian cũng đã sắp hết, chuẩn bị đến Noel rồi, và cũng đang chuẩn bị là chúng ta hết năm 2020 bước sang năm 2021 là bắt đầu là một cái năm bản lề để Mayland có thể vươn ra cái thị trường quốc tế, thì chúng ta cũng có một cái chương trình promotion khá lớn, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng đó, và trong đó thì phần thưởng đặc biệt đó là một chiếc xe ô tô trị giá 650 triệu đồng. Thì điều kiện để những người có thể được tham gia bốc thăm trúng thưởng đó là gì? Với những đối tác mà góp trực tiếp đó là gì ạ? Góp từ 5.000 đô trở lên, và cái này chúng ta lưu ý là chúng ta góp một lần nhé, chứ chúng ta không được là góp nhiều lần. Góp từ 5.000 đô trở lên thì chúng ta sẽ được bao nhiêu ạ? 50 cái vé. Chúng ta được bốc ô tô, và đặc biệt là gì? 50 vé này ngoài việc chúng ta được bốc ô tô thì chúng ta được bốc tất cả các giải còn lại. Giải nhất là một xe Emblade, một xe SH trị giá 80 triệu đồng. Hai giải nhì là một xe Emblade trị giá 40 triệu đồng, và ba giải ba là một laptop 25 triệu đồng. Những ai mà góp từ 50.000 từ 5.000 đô trở lên chúng ta sẽ được bốc tất cả các giải còn lại. Được chưa? Và với những người mà góp từ 3.000 đô trở lên thì chúng ta không được bốc ô tô. Chúng ta chỉ được bốc từ xe SH trở xuống thôi. Đấy. Và những người nào mà góp từ 2.000 đô thì chúng ta chỉ được làm sao ạ? Bốc từ Airblade cho đến laptop và cho đến điện thoại. Và những người tham gia từ 1.000 đô thì chúng ta chỉ được làm sao ạ? Chỉ được tham gia những cái giải từ laptop trở xuống thôi. Và những người mà tham gia ví dụ như là từ 100 đô thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta sẽ được chỉ được bốc điện thoại thôi. Đấy, cho nên mọi người, và một điều này nữa, không chỉ riêng dành cho các đối tác mà chúng ta góp tiền, mà những người giới thiệu chúng ta cũng được quyền, nếu như thế này
Chị Thúy, ngoài việc chị góp rồi thì khi chị giới thiệu một đối tác ở bên Đức chẳng hạn, họ góp 5.000 đô hay là 10.000 đô, 10.000 đô thì họ sẽ được 100 cái mã dự thưởng, thì chị Vi Thúy cũng sẽ được 50 cái mã dự thưởng để tham gia giải bốc ô tô đấy. Cho nên là ở đây là chúng ta là sao ạ, nếu như chúng ta đã góp tiền vào đây và chúng ta hiện tại chúng ta không có điều kiện về mặt tài chính để chúng ta góp tiếp, thì chúng ta có thể đi giới thiệu những cái đối tác để họ tham gia, họ đồng hành cùng với chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ được 50% số vé mà họ có. Có nghĩa là họ có 100 mã dự thưởng, chúng ta sẽ có 50. Đấy, và họ được bốc ở giải gì thì chúng ta cũng được bốc ở giải đó. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải tích cực. Một rồi đúng không ạ? Cố gắng là từ từ nay cho tới hết ngày 31 tháng 12. Đấy, làm sao mà giới thiệu được một vài người vào câu lạc bộ Triệu Mây thì chắc là chúng ta cũng có kha khá cái số vé đúng không? Và biết đâu được là Tết năm nay chúng ta có Mazda để đi đúng không ạ? Có ô tô để đi. Đấy, không thì cũng phải có cái SH đó. Cho nên là mọi người lưu em ý cái chương trình này nhá. em Tùng nói mà háo hức quá đây. Đang mới có ba người trong nhóm là góp gói 5.000 đấy, thì hy vọng là sẽ là có vừa có nhiều mây hơn mà lại được trúng giải thì sao. À, rồi ok, có một người hỏi là trúng sản phẩm của công ty thì có thể quy đổi ra tiền không? Mọi người có thể lấy bằng tiền nhá. Chúng ta có thể lấy bằng tiền, không nhất thiết là chúng ta phải lấy quà tặng. Quà tặng ở đây là chúng ta tượng trưng và cái giá trị chúng ta có thể nhận được. Đấy. Cứ bán rẻ lại cho hậu cổ phiếu cũng được ạ. Nếu như ai Ờ. không mong muốn nhận sản phẩm thì có thể là bán rẻ lại cho Vi Thúy. Vi Thúy đăng ký á. Rồi, ok. Phần chia sẻ về chương trình promotion thì cũng là cái phần cuối của chương trình ngày hôm nay, thì cũng rất là xin cảm ơn chị Vi Thúy đã dành thời gian để mà tham gia cái buổi trò chuyện cùng với cộng đồng của Mê Linh ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Hoàng Đường. Thực sự là em luôn muốn tạo ra những cái điều gì đó nó mới mẻ, nó bất ngờ, cũng giống như là gì, sẽ có một cái lúc nào đó mà thông báo với tất cả nhà, không nói một cái gì cả, không nói một cái kế hoạch, không nói một cái dự định gì hết, mà tự dưng mà thông báo mọi người tuần sau bắt đầu nhận lợi tức đó. Em thích những cái thứ nó bất ngờ như vậy, cho nên là cũng rất là mong là chỗ chị Vi Thúy hay Hoàng Đường hay là sắp tới thì sẽ có những người mà em chỉ cần thấy có mặt ở trong Zoom thôi là em mời chia sẻ được không? Đấy, chúng ta mong muốn là gì, ở đây chúng ta không 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 phải là gì, ở đây chúng ta đang là một gia đình rồi đúng không ạ? Tất cả chúng ta đang luôn luôn cùng với nhau là chia sẻ những cái giá trị để làm sao Mayland ở đây nó không của riêng ai đó. Anh Hoàng Mai Trung nói gì, Mayland ở đây là Mayland của cộng đồng. Tôi anh Hoàng Mai Trung chỉ là một cái người đại diện cho cộng đồng để chèo lái con thuyền này mà thôi, chứ nó không phải là công ty của riêng ai. Cho nên là chúng ta làm là gì, chúng ta ngồi đây chúng ta nghe nhau nói chuyện, chúng ta chia sẻ với nhau cũng là để làm gì ạ, để phục vụ cho chính cái giá trị cá nhân của chúng ta đúng không ạ? Không phải là giá trị của ai hết, mà cho chính cái giá trị cá nhân của chúng ta, Thực và sự từ cái là giá rất trị là happy. Thực dạ sự là đúng rất ạ là happy khi được chia sẻ với cả nhà như thế này. đó. Cho nên là hy vọng rằng trong những buổi sau thì chúng ta sẽ liên tục cũng có những cái nhân tố mới để chúng ta ngồi lại để chúng ta biết được là gì, chúng ta vào đây chúng ta không có đơn độc đúng không ạ, mà có rất nhiều người tài người giỏi. Anh chị yên tâm, dần dần anh chị sẽ được nghe mỗi một tuần sẽ có những người mà họ rất giỏi, rất tài, rất thành công ở ngoài kia và họ đang đồng hành cùng Mylan. Em sẽ bật mí dần với mọi người để mọi người là sao ạ? Mọi người không phải lo nghĩ rằng là ủa mình tham gia vào đây rồi thì không biết là nó thế nào, với lại sao lại chỉ có thấy những cái gương mặt như thế này, vậy thì những cái người mới rồi những cái đối tác lớn hơn họ có vào đây hay không? Anh chị yên tâm, em nắm được hết tất cả những nhà đầu tư, những đối tác lớn ở Mainland rồi, sẽ bật mí với mọi người dần dần. Rồi, ok, thì chỉ còn buổi sau nhá, mọi người lưu ý, buổi sau em sẽ phân tích kỹ hơn về cái chủ đề mà em đã vừa nói, lý do tại sao mây mây có thể là gì ạ, khi niêm yết lên trên sàn có thể đạt được cái giá trị đó và dựa vào đâu để có thể đạt được cái điều đó. Rồi, xin kính chúc sức khỏe tất cả mọi người, cũng là cuối tuần rồi, chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại vào mọi người vào tuần sau nhé. Mây Lèn cùng nhau khai thác giá trị.